Hello, xin chào tất cả quý bà con, cô bác, anh chị em và bạn bè trên mọi miền đất nước ha. Mình xin tự giới thiệu về bản thân mình. Mình là Dominico Trần Hiếu Thuận, tên đầy đủ của mình đó ha. Mình ở Phụng Hiệp, Hậu Giang. Thì hôm nay mình làm cái video này để mình đi câu cá giải trí các bạn. Và mình mới làm cái video lần đầu tiên. Thì có gì thiếu sót hay là có những cái mà nó không được hay thì mong quý bà con mình, đại gia đình mình là vô bình luận và ông có ý kiến cho mình để mình rút kinh nghiệm để mình làm những cái clip sau hay hơn ha. Và cái kênh của mình là trước tiên là câu cá giải trí, rồi mình sẽ quay những cái mà cuộc sống đời thường của bà con xóm riêng của mình, rồi những cái mà có những cái hoàn cảnh hay là cái gì đó, nói chung là mình sẽ quay tất cả mọi thứ gì đáng thương, đáng nhớ, đáng yêu để cho bà con và anh em mình trên mọi miền đất nước để tìm hiểu thêm cái cuộc sống xung quanh mình ha. Rồi hôm nay đồng hành với mình là anh Tư Lúa, anh Tư Lúa sẽ đồng hành với mình. Rồi bây giờ mình không nói nhiều thì mình xin bà con mình, bạn bè anh em trên mọi miền đất nước theo chân mình đi câu cá ha. Rồi chào bà con đi câu cá. Rồi mời quý bà quý gia đình mình với cùng anh em ra bãi câu nha. Mà anh em thì đi xe, còn mình ở đây mình đi xuồng các bạn ơi. Mình dùng quê và dùng sông nước. Mình đi xuồng. Rồi mai mốt mà mình đã đổi điểm câu rồi mình sẽ đi xe, mình quay cái cảnh trên xe cho các bạn coi. Tú tú nản luôn hả anh Thần? Giống đúng ngoài kia luôn. Nói cho bãi câu. À, đây con cái lờ nè. Đặt lờ nè. 21 mình sẽ quay những cái clip mà bà con, cách làm ăn của bà con, rồi cách sống của bà con vùng quê của mình. Sầu quá sầu. Cùng múc rồi. Bữa nay đi mà trời nó hơi mưa mưa nha. Bữa nay ngay trời bão các bạn ơi. Bữa nay cơn bão số bão 2 rồi. Nhưng mà mình cũng nghe tin đồn là mình khai trương. Mà ngay trời bão á. Bão là lớn rồi, mình khai trương chỗ này là chắc cũng phát triển lên mạnh. Để các bạn nhớ bình luận cho mình, đóng góp ý kiến cho mình, để mình rút kinh nghiệm các bạn. Nhất là anh em, những anh em cần thủ cho mình dạy ý kiến, mình có kinh nghiệm mình sẽ làm những clip sau nó tốt hơn. Chứ cũng đam mê các bạn ơi, cái mưa bão này quá chí lẻ rồi mà cũng đam mê. Đây là cái cổng hả? Đây là ra kinh nhà nước rồi nha các bạn. Ra kinh luôn rồi. Đây là mình đi ra kinh nhà nước rồi. Kinh này là kinh kinh 500 đó. Kinh 500. Hồi nãy có đem đi dầm em bữa trước. Khỏi, chút xíu thôi. Về vô đây hay gì? Chưa, phòng kia. Wow. Đây là cái clip clip là chuẩn bị cái chàm. Chuẩn bị cái chàm. Đấy, quê mình là sông nước gì không đó các bạn ơi. Đi đâu cũng gừng rú chàm, nhất là chàm rộng rãi ha. Sông nước thì không à, chống nó chuyện mệt quá các bạn ơi. đây có chòi nữa nè ha. Đây có cái chòi nè, cái nhà tao mà cái chòi tao mà này. Rồi bây giờ mình đã tới điểm câu rồi các bạn ơi. Bây giờ khu vực này là cái điểm câu ha. Đây là cái bề ngang mấy chục thước ạ. À. Bởi bề ngang có khoảng 20 thước ạ. À. Cái ao là bề ngang 20 thước, chạy dài khoảng 1000 mét đó các bạn. Đó. Cái ao phong cảnh này rất là tuyệt vời, nhưng mà không biết cá thì rất nhiều, không biết mà mình cái mồi của mình câu thì có chính xác hay không ha. Không biết có đúng mồi câu không, với cá thì rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ tiến hành lên cái chỗ mà mình câu. Mới tới cái điểm câu thôi, nhưng mà mình chưa tới cái chỗ mà mình ngồi, vị trí mình ngồi câu. Bây giờ mình sẽ đi làm một cái liều ha. Ngay lúc trời mưa bão rồi mình làm cái liều trước để thôi, có mưa cái anh em mình vô mình sẽ trú mưa ha. Thôi mời các bạn đi.
Ở đây quá trời chuối luôn. Ở đây nhiều chuối quá. Ở đây là người ta chủ yếu là người ta lấy trên cái mặt liếp này mới đập chuối, còn dưới bương người ta bỏ không à. Chủ yếu là lấy chuối thôi. Dừng dựng liều. Do trời mưa bão mình phải dừng liều các bạn. Được rồi, vậy mà. Mình phải dừng liều tránh để trời mưa gió các bạn. Mình chuẩn bị ra mình xuống cần nha anh em. Ở đây thì cái địa hình rất là tuyệt vời, nhưng mà không là cá thì nó là dữ lắm cá nha anh em ơi. Nhưng mà không biết là mình câu có đúng mồi của nó không nha anh em. Mình thì không có biết mồi nào câu, thì mình cứ câu đợi. Cái địa hình thì cá thì quá trời cá luôn. Em quay cái dàn cá không cho mấy anh em cần thủ thấy. Nếu như anh em mà có mà đam mê thì anh em vô kết bạn với mình trên Zalo rồi hẹn mà chúng đây hẹn chúng đây thì mình dắt cho anh em đi nha. Chứ địa hình của mình ở đây là cá dữ lắm cá luôn, nhưng mà mình câu không biết là phải đúng mồi của nó chưa, mà nó cá nó chậm ăn quá nó không ăn các bạn ơi. Thì anh em nào có đam mê thì muốn trải nghiệm ở vùng mình thì cứ liên lạc với mình rồi mình sẽ tận tình dắt anh em đi câu ha, để mình học hỏi kinh nghiệm luôn. Ở đây thì cá rất là nhiều cá, nhưng mà tại vì không biết làm sao mà nó không ăn. Mấy anh mà cần thủ cho em hỏi cái mấy anh ơi, tại sao mà em câu cái địa hình như vậy nè, mấy anh thấy đi. Cái địa hình như vậy nè, quá chỉ lẽ như đã luôn vậy mà em câu cá nó ổng dữ lắm luôn mà câu không dính với anh. Mấy anh cho em một ý kiến coi, không đúng mồi hay là lý do gì mà cá không ăn. Thì mấy anh cũng thấy cái clip em quay đó, là mấy anh thấy cái địa hình như vậy đó. Ao về cá đột dữ lắm luôn mà không dính. Không hiểu mấy anh ơi. Mấy anh cho em có ý kiến, anh có mồi nào mà cá nó ăn được anh chỉ cho em ơi. Anh em ơi, bây giờ cứu mình cái ra anh em. Anh em cần thủ, anh em mà đam mê câu cá nè. Anh em cho mình xin cái ý kiến lần nữa anh em. Tại sao mà mình câu cũng đủ thứ ba loại mồi mà sao mà nó cá nó không ăn? Mà anh em thấy đây cái địa hình như vậy nè. Cái địa hình như vậy nè. Nguyên một cái tiếng kênh 1000 mét như vậy nè mà cái này không phải là kênh nhà nước nha anh em. Kênh người ta đào, người ta chỉ có lấy cái bờ nó trồng chuối thôi. Còn dưới mương người ta không có sử dụng như chân á. Mà cá giữ là giữ lắm cá. Mà không hiểu tại sao mà cá nó không ăn anh em. Anh em thương tình anh em chỉ giùm mình cái bí quyết câu cá giùm mình, mang ơn anh em ơi. Mình cũng đam mê câu cá lắm mà cái vụ mồi thì mình không có gần. Quá trời đi hình, quá trời im mà cá cũng quá trời nhiều mà cá nó không ăn mồi. Anh em gắn video bình luận, anh em gợi ý cho mình ha. Hoặc là anh em vô Zalo kết bạn với mình cũng được. Anh em mình giao lưu. Em thì thú thiệt là em đam mê câu cá thôi, chứ nhưng mà em chưa không có gần gì mồi với anh em. Anh em biết anh em chỉ giùm em. Đó, anh em thấy cá hộp không? Quá chỉ lẽ cá luôn mà tại sao mà câu không dính nổi anh em ơi. Rồi, anh em ơi, mình câu cái lỗ cái này cái nữa là chắc mình kết thúc video ở đây quá anh em ơi. Bây giờ anh em nào có ý kiến gì hay anh em cho mình một cái ý kiến anh em. Cái địa hình ở đây cũng quá trời đẹp mà cá cũng quá trời nhiều luôn mà mình câu tại sao mà nó không ăn anh em ơi. Anh em cho mình ý kiến nha anh em. Cá quá trời cá luôn mà không hiểu làm sao mà nó không ăn câu. Anh em mình với Tư Lúa câu hồi sáng giờ mà chỉ nó ăn nhấp nhấp thôi à. Nhấp nhấp thôi, nó không ăn rỉ ngập phao nha anh em. Không ăn rỉ ngập phao, chỉ nhấp mà nó bỏ à. Hết mồi không à. Cá thì quá lẻ luôn. Anh em cho mình cái ý kiến nha. Rồi bây giờ chắc mình kết thúc video ở đây quá anh em.
anh em nào có mà hứng thú cái địa hình ở đây thì anh em liên lạc với mình sẽ dắt anh em đi một chuyến, trải nghiệm một chuyến rồi sẵn anh em mình học hỏi anh em luôn. Chứ bây giờ mình câu không ăn rồi anh em ơi, chỉ nhấp phao thôi à. Rồi thôi vậy mình tạm biệt anh em nha, anh em vô ủng hộ mình nha. Rồi xin chào anh em. Nắng quá trời nắng nè anh em ơi. Quá khổ rồi. Người gì đam mê anh em ơi.